những buổi cuối của lớp là đang thực hành trải nghiệm những ban bệnh. Hôm nay chúng ta khoảng 15 phút nữa tôi sẽ chia sẻ các bạn một cái phương pháp đơn giản cho những anh em trên nói về đồng hồ điện tử mà anh em chưa biết. Đây, đây là lớp học của chúng tôi. Anh em đến từ các vùng miền. Anh em có Đà Nẵng, đến từ Gia Lai. Rồi, anh em có thể nói là mình đến từ đâu nào? Long An, Nghệ An, Đà Nẵng, Trà Vinh, Phú Yên, Quảng Trị, Đà Nẵng. Em đến từ Gia Lai. Thằng Đà Nẵng biết rồi. Ông chú đến. Hưng Yên chào tất cả anh em toàn quốc. Chính toàn quốc. Chú. An Giang. Vâng, còn các bạn thì sao? Rồi, đây là các anh em miền Tây. Chú đến từ đâu ạ? Sài Gòn, đó. Rồi, rất nhiều anh em đến từ các vùng miền trên toàn quốc. Rồi, hôm nay bài học của chúng ta 21 người, 22 người thôi rồi. Tôi sẽ chia sẻ thêm cho anh em một cái bài là liên quan đến cái báo xăng nhé. Liên quan đến cái báo xăng trên dòng xe đồng hồ điện tử nói chung. Thì hiện nay có một số anh em thợ, rất nhiều anh em gọi điện hỏi tôi là cái hệ thống, cái cách kiểm tra cái báo xăng như thế nào mà có nhiều anh em vẫn chưa biết làm được. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho những anh em nào chưa biết để chúng ta làm luôn. Alo. Anh em đã chuẩn bị để Tiến Bình Dương chia sẻ chưa nào? Rồi, đề không nổ đừng đề nhiều nữa. Rồi, anh em trật tự nào, lớp mình cùng ra đây nào. Chúng ta cùng ra đây nào. Rồi, trật tự đã bảo trật tự mà. Rồi, hôm nay chia sẻ cho cả lớp bài này luôn. Đó, có nhiều anh em là chưa biết cái bài này. Bài này hôm nay không liên quan đến FI, mà bài này là liên quan đến cái báo xăng. Các bạn quan sát cho tôi này. Đây là cái báo xăng trên dòng xe đồng hồ điện tử nói chung. Thì ở đây, đừng đề nữa, bình yếu rồi em. Trên chiếc xe này là xe NVX của Yamaha nói chung, nói riêng. Còn trên những dòng xe đồng hồ điện tử nói chung, thì các bạn quan sát một số xe xăng đổ đầy nhưng vẫn có cái tình trạng báo như thế này. Đường dây thì kiểm tra ok, báo xăng thì kiểm tra ok, nhưng chúng ta vẫn chưa xác định được là liệu có hư đồng hồ hay không. Thì bài này hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn cái này, cách kiểm tra giả lập tín hiệu cho cái đồng hồ này, để cho anh em biết là bị đồng hồ hay bị báo xăng. Rồi, vậy thì anh em để ý này, đối với những dòng xe sử dụng đồng hồ điện tử á, thì cái đèn, cái báo hiển thị vạch nhấp nháy này này, nó lại khác với cái đồng hồ kim. Đối với xe sử dụng đồng hồ kim thì khi chúng ta nối tắt hai cái dây báo xăng vào thì cái kim nó sẽ lên hết vạch, giống như xe Jeepway bình thường vậy đó. Thì có nghĩa là xe đó đang bị hư cái báo xăng, còn đồng hồ đang bình thường. Tuy nhiên thì đối với xe đồng hồ điện tử thì chúng ta lại không làm như vậy được. Rồi bây giờ tôi thử cho các bạn coi nhé. Tắt khóa. Rồi, cái rắc báo xăng, rút cái rắc báo xăng này em. Rồi, chúng ta dùng một cọng dây điện trực tiếp, cộng dây điện á, chúng ta đấu trực tiếp giống như xe thường Jeepway á, thì chúng ta sẽ thấy là không được nhé. Anh em tản ra, hơi tối. Có đèn, hơi tối. Đứng ra. Đây,
Đây là cái báo xăng của NVX. Thì bây giờ chúng ta đấu trực tiếp như thế này. Rồi bây giờ chúng ta mở khóa điện lên. Thì đối với xe mà đồng hồ thường á, thì chúng ta mở khóa lên là kim nó sẽ báo đầy xăng. Nhưng đối với đồng hồ điện tử thì chúng ta đấu trực tiếp như vậy, thì cái việc mà đồng hồ lên kim, lên vạch là không được. Cho nên là anh em lưu ý là nếu chúng ta không biết cách kiểm tra thì chúng ta sẽ không biết để tự tin là khẳng định được là đồng hồ có hư hay không. Rồi thì bây giờ các bạn đấu rồi, đấu xong rồi, thì lúc này chúng ta mở khóa điện lên. Thì chúng ta thấy cái tình trạng vạch báo của báo xăng này thì nó cũng vẫn như vậy, đó, nó vẫn không thay đổi, nó vẫn chớp nháy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ không biết được là hư đồng hồ này hay là không. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách giả lập như sau, rất là đơn giản. Tắt khóa. Chúng ta hãy dùng đứng lại. Chúng ta hãy dùng một con điện trở của ngành điện tử. À, thì con điện trở đó nó bằng gốm hoặc bằng sứ cũng được. Nhưng chúng ta chỉ cần cái giá trị của nó cho phép là chúng để dành để chúng ta giả lập, thì nó được cho phép là dao động khoảng từ 30 ohm, 50 ohm đến 100 ohm là chúng ta có thể giả lập được rồi. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta giả lập cái này vào cái rắc, giả lập vào cái rắc, nếu như chúng ta mở khóa mà vạch báo xăng không nhấp nháy nữa mà nó sẽ báo theo từng vạch xăng, thì có nghĩa là nó đang bị, có nghĩa là tôi lấy ví dụ như xe này bây giờ như thế này, chúng ta đang không biết là hư báo xăng hay là hư cái đồng hồ. Thì chúng ta giả lập cái này xong, nếu như đồng hồ nó có chở theo những cái vạch báo xăng theo quy định thì chúng ta kết luận là đồng hồ không hư mà bị hư báo xăng. Còn nếu như chúng ta đấu con điện trở giả lập này xong mà cái đồng hồ vẫn nhấp nháy nhưng dây điện các bạn kiểm tra là ok rồi, thì như vậy chúng ta kết luận là bị hỏng đồng hồ. Đây, tôi đang dùng con điện trở này là 60 ohm. Chúng ta sẽ đấu trực tiếp vào hai dây báo xăng. Thì hai dây báo xăng trong này, một dây mát và một dây gửi tín hiệu về cái đồng hồ LCD đó. Chúng ta cắm sâu vào. Và tất nhiên là chúng ta không cắm đột ngột, cũng không rút đột ngột nhé, mà chúng ta phải tắt khóa đi rồi chúng ta mới cắm. Còn nếu các bạn mà cắm cái này mà chúng ta mở khóa trước thì nó sẽ không có tác dụng nhé. Rồi, đấu vào xong. Lúc này chúng ta mở khóa lên thì cái điều kiện để cái đồng hồ không bị hư, không bị hỏng là cái vạch báo nó phải nằm theo mực báo xăng. Rồi, thì lúc này cái mực báo xăng của nó đang là 4 vạch. Như vậy thì tôi giải thích cho các bạn như sau. Theo tiêu chuẩn thì cái đồng hồ này nó có gồm 6 vạch. Thì các bạn cứ nhớ nhé, nếu chúng ta dùng điện trở giá trị càng thấp ha, giá trị càng thấp thì cái vạch lại càng tăng lên. Còn nếu chúng ta dùng giá trị điện trở càng cao thì giá trị vạch này nó hạ xuống. Nói một cách ngắn gọn, đầy xăng thì điện trở giảm, hết xăng thì điện trở tăng. Đó, anh em hình dung được không ạ? Rồi, đó, thì bây giờ sau khi chúng ta đã đấu giả lập xong mà đồng hồ nó đứng im rồi, nó đã báo hiển thị vạch xăng ok rồi, thì bây giờ tôi có thể kết luận là cái đồng hồ này không vấn đề gì, mà bây giờ xe đang bị lỗi là lỗi cái cụm báo xăng ở dưới thùng xăng lớn. Rồi, vậy thì cái bài học này hôm nay rất đơn giản và chia sẻ cho anh em. Chúc anh em làm thành công. Anh em lưu ý là cái cách này thì áp dụng cho tất cả những dòng xe đồng hồ điện tử nhá, bao gồm AB, Honda gì đến làm hết nhá, không cần phân biệt là hãng gì. Đó. Còn những dòng xe mà đồng hồ điện tử như của SH đi, ra đây. Đó. Ví dụ như đồng hồ điện tử của SH thì nó vẫn sử dụng đồng hồ báo kim. Đây, vẫn sử dụng đồng hồ báo kim. Thì cách kiểm tra thì vẫn như xe Zimway. Đấy, các bạn cứ làm tốt xe Zimway đi thì cái đồng hồ báo xăng của xe SH các bạn làm y chang như vậy. Mặc dù nó là đồng hồ điện tử ha, đồng hồ điện tử nhưng mà nó xài kim. Xài kim thì chúng ta vẫn phép vẫn làm như xe bình thường. Có nghĩa là đấu tắt ha. Chúng ta chỉ cần đấu tắt hai dây báo xăng. Đấu tắt hai dây báo xăng vào. Đó, là dây xám với lại dây xanh lá này, đấu tắt vào thì cái kim nó sẽ lên hết vạch báo đầy xăng là ok, chứ không cần phải giả lập đối với là dòng đồng hồ xài kim. Rồi. Thì không biết là lớp mình anh em có ai muốn hỏi gì không nhỉ? Nào, các bạn có muốn hỏi gì không? Thì cái này chúng ta làm được không? Được. Nó dễ giống FB không hay dễ hơn? Hả?
Rồi, không trả lời là không biết rồi. Dễ quá, thành ra là không có câu hỏi gì. Không, rất dễ khi có thầy bên cạnh. 36. Đây, tôi lấy ví dụ tôi giả lập cái thằng SH này, à thằng AB này, các bạn nhìn này. Đây, các bạn thấy AB không ạ? Đó. Thì bây giờ trên xe AB này đấy, ví dụ một cái xe mà vào trong tình trạng báo xăng nó nhấp nháy như vậy, thì bây giờ chúng ta đang không biết là bị hư đồng hồ hay là bị hỏng báo xăng, thì chúng ta cũng rút ra cái đã. Cầm con chở đây em. Đây. Đây, chúng ta cũng rút cái giác đấu dây xanh lá với dây vàng vàng trắng lại với nhau nhá. Nhanh lên. Đấy, điện trở 60 ohm. Tất nhiên rồi, nếu chúng ta cắm đột ngột như thế này mà chúng ta không tắt khóa đi thì đấy, các bạn nhìn cái báo xăng kìa, nó vẫn nhấp nháy như thường. Đấy. Đợi đây nhá, đấu xong rồi này. Mà chìa khóa chúng ta không tắt đi này. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy cái báo xăng vẫn nhấp nháy nhá. Chúng ta phải tắt khóa đi này. Mở lại lên. Đó. Thì lúc này nó không nhấp nháy nữa. Đấy. Đó thì bây giờ các bạn nhớ chưa? Cứ điện trở cao. Thấy không? Điện trở cao thì là nó ít xăng, còn điện trở mà thấp thì nó đầy xăng. Nhớ nhá. Đó. Rồi vậy thì bây giờ tôi dùng cái điện trở này, điện trở ấy mà, điện trở cao này ha. Rồi, chúc anh em thành công, chúc anh em một buổi chiều vui vẻ. Yeah. Và coi YouTube nhớ đăng ký kênh của Tiến Bình Dương hoặc kênh sửa xe Tiến Còi Bình Dương. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Còn bạn nào muốn học khóa điện thì hãy đến vào ngày 11 tháng 11 2019 dương lịch. Tôi sẽ mở cả khóa ngày và khóa đêm. Anh em nào ở gần ở xa, các bạn muốn tham gia thì các bạn cứ đến với lớp của chúng tôi. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.